Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Asu Vlog. Hải Phòng thì có rất nhiều quán cà phê, mỗi quán cà phê đều có nét đặc trưng riêng. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một không gian cà phê rất riêng tại Phòng. Đó là quán cà phê Cung Trầm. Quán cà phê này có địa chỉ tại số 137 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải Phòng. Không gian quán cà phê này được sắp đặt theo phong cách hoài cổ. Bước vào không gian quán, chúng ta như được lạc vào một thế giới khác hoàn toàn với cuộc sống đang ồn ào ngoài kia. Tiếng nước chảy róc rách cùng những đồ vật cổ gợi cho ta một cảm giác rất là sâu lắng. Và xin mời các bạn cùng trải nghiệm một số hình ảnh của quán nhé. Khung cảnh ở đây cũng rất là thích hợp để các chị em chụp ảnh, góc nào lên hình cũng rất là đẹp. Gian quán cũng đã hân hạnh được đón rất là nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh, làm những album cưới rất là xinh. Gian quán có những góc riêng tư, khách hàng có thể buông kèm để thật sự mà không sợ ai nhìn nó. Thank you.
Thưởng thức những không gian rất là riêng các bạn có thể tìm thấy ở cung trần.